128 Người già Lão Hòa Thượng Tịnh Công Tốt, mời xem đoạn văn này Ngũ giả, thân tâm thanh tịnh Bất nhiễm lợi dưỡng Tâm thanh tịnh Xếp ở hàng thứ nhất Cái cách dạy này đặc biệt là đối với chúng sanh hiện đại phật đà dạy bảo cương lĩnh cho chúng ta có ba cái cái thứ nhất giác mà không mê cái thứ hai chánh mà không tà cái thứ ba tình mà không nhiễm vậy thì giác thật không dễ dàng chúng ta không thể giác ngộ đây là người thượng thượng căn bạn xem lục tổ đại sư huệ năng trong đàn kinh ngài dạy bảo những người đó người thượng thượng căn ngài ngay trong một đời giúp cho những người này thành tựu trên thực tế không nhiều 42 người mà thôi. Chân thật khai ngộ rồi, minh tâm kiến tánh. Đây là đi từ cửa giác. Đến đời này của chúng ta, Pháp Sư Đàm Hư nói rất hay. Đàm Lão là tổ sư thời cận đại của Tông Thiên Thai. chúng ta xem thấy trong trước tác của ngài ngài rất thẳng thắn mà nói ngài nói ngài ngay trong một đời tham thiền khai ngộ ngài chưa thấy qua người nào không chỉ không thấy được nghe nói cũng chưa hề nghe qua bạn liền biết được sự việc này khó tham thiền được thiền định ngày thấy qua được thiền định ngày thấy qua nghe nói qua khai ngộ thì không có người nào các vị phải nên biết tu thiền có thể được thiền định tương lai giảng sanh đến trời tứ thiền trời tứ không không ra khỏi ba cõi cần phải khai ngộ mới hữu dụng mới có thể liễu sanh tử ra khỏi luân hồi bạn liền nghĩ pháp môn này thật không dễ dàng giáo hạ giáo hạ thì gọi là đại khai diên giải ở vào thời đại này cũng không thấy nhiều pháp sư viên anh xem là rất tuyệt ngày trước tôi giảng kinh lăng nghiêm đều là dùng giảng nghĩa của ông lão cư sĩ hoàng niệm tổ ở bắc kinh nói với các học trò của ông pháp sư viên anh chưa khai ngộ gần được khai ngộ đi đến cửa của khai ngộ chưa bước vào học trò của ông đem lời nói này của ông truyền nói lại cho tôi sau khi tôi nghe rồi gật gật đầu tôi đồng ý với cách nói của ông do đây có thể biết không dễ dàng cho nên phật dạy chúng sanh mạt pháp tại vì sao đặc biệt thúc đẩy giới thiệu pháp môn tịnh đầu pháp môn tịnh độ tu tâm thanh tịnh đại thừa trên đề kinh của kinh vô lượng thọ nêu ra cho chúng ta cương lĩnh tu hành thanh tịnh bình đẳng giác đem thanh tịnh xếp ở hàng thứ nhất tâm phải thanh tịnh việc này quan trọng tâm thanh tịnh đó là hạnh phúc chân thật cái thọ dụng này các vị nghĩ không ra tại vì sao nghĩ không ra tâm của bạn chưa từng thanh tịnh qua bao giờ tôi có nói thế nào hình dung ra sao các vị đều rất khó thể hội Học Phật quan trọng nhất Trong lòng Không có phiền não Không có lo lắng Không có dướng bận Không có phải quấy Không có nhân ngã Không có được mất Rất tự tại Trong lòng có những thứ này rồi Bạn làm sao có thể thanh tịnh Cho nên thân thể của bạn không khỏe Vì sao vậy? mệt chết rồi Mệt sẽ chết Thanh tịnh thì sẽ không chết Các vị có từ chỗ nào nghe qua Thanh tịnh mà chết không? Không có Mệt chết Vì sao mà chết? Tâm mệt chết Trong tâm nhiều phiền não đến như vậy Nhiều lo lắng như vậy Nhiều dướng bận đến như vậy Nhiều phải quấy nhân ngã như vậy Vậy thì còn gì khổ hơn không? cho nên thân thể bạn không khỏe mạnh bạn nhiều bệnh bạn cũng không hiểu được phương pháp trị liệu bạn đi tìm một số bác sĩ cao minh hiện tại bác sĩ có y đức thì ít có rất nhiều thanh niên chọn học ngành y hỏi họ tại vì sao vậy kiếm tiền bạn thấy kiếm tiền là đệ nhất ngày trước hàng quán trưởng cặp mắt không được tốt đi bác sĩ khám danh y của thành phố đại bắc bác sĩ nhãn khoa mỗi lần trị cho bà một ít đã làm cũng sắp gần một năm vẫn đang không ngừng trị liệu có một lần tôi đến cao hùng giảng kinh bà đi cùng đi chung với tôi cao hùng cũng có một bác sĩ rất giỏi một lần liền trị hết cho bà cho nguyên nhân gì danh y kia bảo bà mỗi lần đến để ông ấy thu phí một lần bà trị hết cho bạn rồi thì không lấy tiền được nữa sao chúng tôi mới bỗng nhiên hiểu ra thì ra bác sĩ từ từ trị cho bà là bảo bạn mang tiền đến bảo bạn thường hay mang tiền đến cho họ hiện tại người chân thật có ý đức thì không nhiều cho nên có bệnh cầu bác sĩ bác sĩ nào là tốt nhất tôi xin giới thiệu với các vị phật bồ tát tốt nhất phật là đại y dương Cho nên cả đời này của tôi Tôi chỉ cầu vì đại y dương này Tôi không cầu bác sĩ của thế gian Tôi sống đến 73 tuổi Không hề bị bệnh Do nguyên nhân gì vậy? Cầu đại y dương Đại y dương trị liệu tận gốc cho chúng ta Tâm thanh tịnh các vị phải nên biết thân thể của chúng ta tại vì sao hay bị bệnh chính là phiền não lo lắng của bạn quá nhiều ở trên kinh phật nói cảnh tùy tâm chuyển tất cả pháp từ tâm tưởng sanh bởi vì trong tâm của bạn có phiền não lo lắng nhiều phiền não nhiều dướng bận nhiều phải quấy nhiều đem cả thể tổ chức tế bào của thân thể này thay đổi hết phá hỏng hết cho nên cái thân này mới có bệnh nếu như bạn tâm địa thanh tịnh mỗi một tế bào trên thân thể đầy của bạn mỗi một tổ chức khí quan đều là bình thường bình thường thì còn bệnh gì nữa cho nên tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh thân tâm thanh tịnh hoàn cảnh của chúng ta cư ngụ liền thanh tịnh hoàn cảnh thanh tịnh chính là từ trường tốt đây là chân thật Thông thường người đến nơi đây Đều cảm nhận sự khác thường Họ đi đến nơi đây Họ cảm thấy rất là thoải mái Rất là an vui Đến rồi vẫn muốn đến Đạo lý chính ngay chỗ này Hoàn cảnh chung quanh họ liền tốt Đây gọi là Cảnh tùy tâm chuyển Cho nên Tâm thanh tịnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì Nếu bạn muốn được thanh tịnh Câu nói phía sau này Bạn phải ghi nhớ Bất nhiễm lời dưỡng Hưởng thụ của danh trọng lời dưỡng Năm dục sáu trần Quyết định không tiêm nhiễm Không tiêm nhiễm Không phải nói không cần Cái đạo lý này phải hiểu Không tiêm nhiễm là nhất định không nên để ở trong lòng tất cả tùy duyên thì tốt tùy duyên thì tự tại quyết định không phan duyên hơn nữa đời sống càng đơn giản càng tốt người ngu thông thường thế gian người không có trí tuệ ngày ngày nghĩ tưởng phải làm thế nào bảo dưỡng thân thể của chính mình mỗi ngày đi tìm cái gì đó tẩm bổ thân thể bổ như thế này bổ như thế kia kết quả bổ thành một thân bệnh đây là thật không phải là giả bệnh của bạn từ đâu mà ra bệnh từ miệng mà vào ngày ngày ăn đồ bổ ăn ra bệnh Tư tưởng của bạn liền không khỏe mạnh Thân thể của bạn làm sao khỏe mạnh Tôi ở mỗi một nơi Ở nước ngoài giảng kinh cũng không tệ Pháp Duyên cũng rất thù thắng Có rất nhiều đồng tu hỏi tôi Pháp Sư à, Ngài dùng phương pháp gì để bổ dưỡng Tôi thấy thân thể của Ngài rất tốt Tôi nói tôi có bổ phẩm tốt nhất Bổ phẩm gì vậy? nước máy từ công ty nước máy đài loan tôi chỉ uống nước không có bất cứ thứ gì trà lá tôi đều không uống vì sao vậy pha trà phiền phức hao phí tinh thần làm việc này thật là không đáng tôi ăn cơm ăn một bữa rất là đơn giản các vị xem qua không có dinh dưỡng tôi ăn vào thì rất là khỏe mạnh các vị thật là không chịu nổi đây là lời chân thật không phải là giả tại sao vậy các vị phiền não nhiều vọng tưởng nhiều thân thể là một cái máy cái máy đang không ngừng hoạt động vận động thì phải có năng lượng năng lượng chính là thức ăn ăn uống bổ sung năng lượng cho thân thể để cho thân thể này vận động được tốt hơn thế nhưng trên thân thể của mỗi một người có máy móc tiêu hao năng lượng có loại tiết kiệm năng lượng Thân thể này của tôi là tiết kiệm năng lượng Thân thể của các vị là tiêu hao năng lượng Cho nên bạn cần phải bổ sung lượng lớn Một ngày ba bữa không đủ Còn phải ăn dặm thêm mấy lần Thế nhưng năng lượng tiêu hao vào chỗ nào vậy? Các vị đều không biết Tôi nói cho các vị nghe 95% tiêu hao nơi dòng tưởng cho nên tâm của bạn càng thanh tịnh năng lượng bạn tiêu hao càng ít bổ sung chút xíu thì đủ rồi thế tôn năm xưa ở đời trong tăng đoàn nửa ngày ăn một bữa đủ dùng rồi ở trên kinh phật nói với chúng ta A la hán tâm của A la hán thanh tịnh hơn so với chúng ta nhiều một tuần lễ ăn một bữa bạn liền biết được năng lượng của họ tiêu hao rất ít bích chi phật sức định sâu hơn so với A la hán cũng chính là tâm thanh tịnh hơn nhiều nửa tháng ăn một bữa ít di vật nửa tháng đi khất thực một lần ăn là món gì vậy người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó không hề yêu cầu đi khất thực cho thứ gì ăn thứ đó thì họ đủ rồi cho nên chúng ta nên biết mỗi ngày chúng ta ăn nhiều đến như vậy Chính mình phải sanh tâm hữu thẹn vọng niệm quá nhiều Đều tiêu hao ở nơi đó vọng niệm ít Tâm địa thanh tịnh Đối với lao tâm lao lực Đều tiêu hao ít Tôi ở Đại Trung Thân cận Lão Sư Lý 10 năm Tôi học ông Ông nửa ngày ăn một bữa cũng sắp gần hơn 50 năm. Một ngày ăn một bữa, ăn được rất ít. Sức làm việc của ông. Người thông thường sức làm việc của năm người cũng không bằng ông. Bình thường một người muốn gặp ông phải hẹn với ông một tuần trước. Không phải hẹn trước một tuần lễ lâm thời đến nhất định không tìm được ông. ông làm việc quá bận rộn. cho nên chúng ta mới biết được khi tôi theo ông tôi mới biết được tiêu hao năng lượng 95% là ở nơi dòng tưởng. sức làm việc của lão sư lý tuy là nhiều, ông không có dòng tưởng. cho nên ông tiêu hao năng lượng vẫn là ít đến như vậy. Tôi học với ông Không cách nào không học được Tôi cũng ăn một bữa Thế nhưng bữa ăn của tôi nhiều hơn so với ông Chúng ta ăn bánh mạng đầu nhỏ Là bánh bao bột Lão sư Lý một bữa ăn hai cái bánh bao bột Tôi phải ăn ba cái giờ lúc đó ở Đại Trung Phí dụng đời sống của ông Mỗi ngày là hai đồng tiền Đài Loan. Các vị phải nên biết, vào lúc đó, tiền đài một lấy 40 đối với Mỹ Kim. Hay nói cách khác, một Mỹ Kim lão sư Lý có thể sống được 20 ngày. Thế nhưng tôi không cách nào sống đủ. Tôi một ngày phải ba đồng Đài Loan. Làm thế nào cũng không làm được như Ngài. Đây chính là tâm của chúng ta cái tâm thanh tịnh này Vẫn là không thể so được với Ngài Đời sống càng đơn giản Càng tự tại Đó gọi là phước báo chân thật Phước báo không phải có địa vị, Không phải có tiền của Phước báo là đối với Thế xuất thế gian thông đạt tường tận chân tướng của người sự vật đời sống đơn giản tùy duyên an vui đây gọi là thật tự tại đây là phước báo chân thật người thế gian không biết trong lòng không có dướng bận không có lo buồn thân không có lão khổ đây là phước báo chân thật cho nên nói bất nhiễm lợi dưỡng câu nói này đặc biệt là các đồng tu xuất gia cố gắng ghi nhớ vừa nếm lợi dưỡng thì bạn liền đọa lạc hay nói cách khác ba đường liền có phần quyết định không nên tiêm nhiễm Định huệ của bạn thành tựu Có thể tùy duyên Trong tùy duyên Quyết định không tiêm nhiễm Đại đức tông môn thường nói Bách khoa tùng trung quá Khiến dịp bất triêm nhân Chính là cái đạo lý này Đó là tùy duyên Lục giả Phát nhất thiết chủng trí tâm nhật nhật thường niệm vô hữu phế vong nhất thiết chủng trí là trí tuệ chân thật trên quả địa như lai chúng ta học phật mong cầu chính là cái sự việc này tiếng phạn gọi là A à, nậu đa la tam miệu tam bồ đề Cũng dịch thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác Từ trên trí tuệ mà nói Có ba loại Loại thứ nhất Gọi là nhất thiết trí A-la-hán chứng được chứng được nhất thiết trí thì gọi là chánh giác loại thứ hai gọi là đạo chủng trí đạo là vũ trụ nhân sanh tất cả dạng vật những đạo lý này chúng là nhân duyên quả báo của đó Rất nhiều Vô số hình tướng Chủng loại khác nhau Vô lượng, vô biên Loại trí tuệ này nếu thành tựu Gọi là chánh đẳng, chánh giác chính là bồ tát sợ chứng loại sau cùng là nhất thiết chủng trí nhất thiết chủng trí là chứng được viên mãn trên như lai quả địa nhất thiết chính là a la hán chứng được nhất thiết trí chủng trí chính là bồ tát sợ chứng a la hán chứng được nhất thiết trí là chấp không chỉ biết được lý thể tánh của tất cả dạng pháp dạng pháp dây không đó là a la hán hiểu được cho nên họ không còn chấp trước đối với tất cả dạng pháp họ thấy đều buông xả thế nhưng tất cả dạng pháp này rốt cuộc làm sao phát sanh ra người hiện tại nói vũ trụ Từ nơi đâu mà sanh ra Sinh mạng từ nơi đâu mà có Diễn biến ra thế nào Có rất nhiều nhà khoa học Nhà triết học đều đang dò tìm Đến ngày đây không có đáp án Trong lý luận tiến hóa nói Người là do loài dượng biến hiện ra Tiến hóa ra Lời nói này chúng ta nghe qua Mà có tin tưởng hay không? Tại vì sao ta không tin tưởng? Bởi vì tôi xem thấy Ở bên ao súc thủy Còn có rất nhiều loài khỉ nhỏ Tại vì sao nó không thể biến thành người? Cũng không thể nói một bộ phận khỉ này biến thành người Một bộ phận khỉ kia vẫn làm khỉ Vậy thì nói không thông Kỳ thực Những sự việc này Đều nói trong Kinh Phật Rất là đáng tiếc Những nhà khoa học, nhà triết học Không có duyên phận Đọc Kinh Phật Đây là vấn đề của duyên phận nếu như những người này gặp được phật pháp họ rất thông minh họ lý giải khế nhập đối với phật pháp chắc chắn vượt qua chúng ta đáng tiếc họ không có cơ hội không có cơ duyên phật giảng rất thấu triệt đối với vấn đề này đây là trí tuệ chân thật cho nên a la hán biết được bản thể của vũ trụ nhân sanh bồ tát biết được tất cả hiện tượng của vũ trụ cái hiện tượng này do đâu mà sanh ra diễn biến như thế nào họ biết được thế nhưng a la hán biết được thể không biết được sự biến hóa của nó bồ tát biết được những sự biến hóa này cái thể này không thể tương ưng, thể đều được tường tận, đều tương ưng, đó là trí tuệ của Phật. Trí tuệ cứu cánh viên mãn gọi là nhất thiết dụng trí. Chúng ta học Phật không học thứ khác, chuyên môn cầu cái này, nhật nhật thường niệm. Cho nên học Phật không phải cầu Phật Bồ Tát bảo hộ bạn thăng quan phát tài, bảo hộ bạn sống lâu trăm tuổi, thấy đều sai. Nếu như trí tuệ chân thật khai mở rồi, sống lâu trăm tuổi thì quá ngắn. Bạn chân thật chứng được vô lượng thọ. Nói với bạn, sinh tử là giả, không phải là thật. Cho nên đồng tu khế nhập đối với Phật Pháp Đều có thể biết được Chết là việc thế nào vậy? Đổi một cái thân thể Đổi một cái cảnh giới Chỉ cần bạn biết đoạn ác tu thiện Tích công lũy đức Bạn đổi cảnh giới Càng ngày càng thù thắng Sự việc chính là như vậy gần đây cư sĩ lâm chúng ta có không ít người đi làm phật có ba bốn vị tôi nghe nói lão cư sĩ trần quang biệt cũng là một trong những người đó người ta trước đó hai tháng liền biết được ngày 7 tháng 8 hôm đó ra đi mùng 7 tháng 8 Đây là hiện tượng bình thường. Người ở trước ông, ở bên đây chúng ta có một vị cũng là họ Lý, cư sĩ Lý. Một vị lão thái thái 62 tuổi. Bà nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Bà giảng sanh hẹn xong với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, cư sĩ Lý bảo bà, bà phải mau giảng sanh. Tôi mới lo hậu sự cho bà được Vậy được bà giảng sanh sớm hơn Giảng sanh có thể sớm hơn Có thể lùi về sau tự tại Những việc này đều là chính mắt chúng ta xem thấy Cho nên đồng tu nơi đây chúng ta Niệm Phật đường giảng đường Tính tâm kiên định Bạn chính mắt xem thấy chính tai nghe được hoàn toàn tương ứng với cảnh giới phương pháp lý luận trên kinh đã nói kinh của Phật không phải là giả khoa học gia hiện tại khẳng định không gian là đa chiều. Cho nên gọi là ba độ không gian, bốn độ không gian. Từ trên lý luận mà nói, mãi đến không gian vô hạn độ. Trên thực tế mà nói, khoa học gia chứng thật đích thực là có 11 độ không gian đang tồn tại thế nhưng không biết được làm thế nào để đột phá cái phát hiện này cùng với trên phật kinh đã nói hoàn toàn là giống nhau trong phật kinh thì không gọi là không gian gọi là pháp giới trên kinh gọi là pháp giới chính là khoa học gia ngày nay gọi là không gian Họ không có cách gì để đột phá Không biết được không gian do đâu mà hình thành Không gian đa chiều từ đâu mà có Phật biết được Phật nói Pháp giới vốn dĩ là nhất chân Tại vì sao Pháp giới nhất chân Có thể biến thành Pháp giới Đa chiều như vậy Là bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh mà biến hiện ra. Do đây có thể biết, chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn dứt, bao gồm tất cả giới hạn của không gian khác nhau, hoàn toàn đều quá giải được. Hay nói cách khác, giới hạn của mắt bạn đã khác nhau rồi. Bạn có thể xem thấy đời sống của thiên nhân Bạn có thể xem thấy đời sống của ngạ quỷ Bạn có thể xem thấy đời sống của địa ngục Cũng có thể xem thấy đời sống của chư Phật Bồ Tát Mười phương pháp giới Không gian đời sống của chúng ta Bỗng chốc liền rộng lớn Bạn nói xem thật tự tại Cho nên Nhà Phật dùng phương pháp gì Để đột phá thời không dùng thiền định đây là tâm thanh tịnh tâm càng thanh tịnh tầng thứ mà bạn đột phá càng lớn không gian đời sống của bạn sẽ càng lớn những người giảng sanh này hiện tại họ đang ở đâu tình hình đời sống của họ hiện tại bạn thấy đều thấy được rồi. Thấy đều tường tận. Người thế gian tham sống sợ chết, không hiểu rõ tình hình chân thật. Tham sống sợ chết là việc rất đáng lo ngại. Vì sao vậy? Chỉ cần có cái ý niệm này, họ tương lai chuyển đến, đời sau chuyển biến, tình hình đời sống kém xa với đời sống thực tại đó là đời sau không bằng đời trước các vị đều biết con người sau khi chết rồi phần nhiều thân thể đều cứng đơ thế nhưng người niệm phật khi ra đi thân thể mềm mại Việc này người thông thường xem thấy rất hy hữu, tướng là hy hữu. Năm trước, hàng quán trưởng giảng sanh, phước báo của bà lớn, Hơn một trăm người niệm Phật cho bà. Niệm hết bốn mươi chín ngày. Ở Đài Loan là hy hữu. Pháp sư giảng sanh cũng không hơn được bà. Bà có một băng ghi hình, mọi người xem qua thì biết. Khi bà ra đi, hai lần thấy được a di Đà Phật, một lần thấy được liên trì hải hội. Bà nói với tôi, sau khi đi rồi, ở trong y diện chúng tôi trợ niệm cho bà 14 giờ đồng hồ. Di Linh về thư viện Một tuần lễ Mới nhập liệm Mới đầy quan tài Ngay trong một tuần lễ này Thân thể của bà đều là mềm mại Khuôn mặt sáng hồng Cũng giống như là đang ngủ vậy Hoàn toàn không có quá trang Hai tuần lễ thì quả thiêu Bên trong khu vực hỏa táng Một mảng an lành Bình thường Người đi vào nơi đó Luôn cảm thấy u ám Rợn cả da gà Thế nhưng hôm hỏa táng hàng quán trưởng Đi đến lò hỏa táng Không có người nào mà không sanh tâm hoan hỷ Một chút lo sợ cũng không có Chư Phật Bồ Tát hộ Niệm long thiên thiện thần bảo hộ đây là những đồng tu từ đài loan đến đích thân thể nghiệm chính mắt xem thấy đây là quả báo mà bà đã hộ trì chánh pháp 30 năm. Kiết tường thù thắng không gì bằng. Bà đi đến cõi Phật. Đầu năm năm nay, bà giảng sanh ngày 5 tháng 3. Chúng ta ngày 5 tháng 3 ở nơi đây tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày mất của bà. Có đồng tu nhìn thấy bà, Bà cũng đang ngồi ở bên đây với chúng ta Bên cạnh Còn dẫn theo vài người Cũng có đồng tu Thường hay thấy được bà Ở nơi đạo tràng này chúng ta Hậu trì Phật Pháp Bà là đổi lấy một thân thể khác chúng ta không thấy được bà bà thấy được chúng ta thường hay hộ pháp ở đạo tràng này cái đạo tràng này chúng ta có chướng ngại gì bà cũng sẽ thông báo trước cho chúng ta đến an ủi chúng ta nói cái đạo tràng này có phật bồ tát hộ niệm ma chướng nho nhỏ không đáng lo qua vài ngày thì hết thôi đây đều là chân tướng sự thật không phải là giả chân thật có trí tuệ bất cứ vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết cho nên chúng ta phải thường thường niệm trí tuệ trong thiền tông lục tổ đằng kinh khi vừa mở ra lục tổ gọi mọi người là gì dạy đại chúng mọi người tổng niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lục tổ dạy người. Cho nên thiền tông của Trung Quốc ngày là học trí tuệ. Bát Nhã Ba La Mật Đa trong lục độ không phải thiền định Ba La Mật. Chỗ này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng. Thiền tông là tu Bát Nhã Ba La Mật ở nơi đây chính là thường niệm bát nhã ba la mật đa chính là phát nhất thiết chủng trí tâm chúng ta có cần đi cải niệm bát nhã ba la mật đa hay không không cần thiết chúng ta niệm một câu nam mô a di đà phật cũng là ma ha bát nhã ba la mật đa cũng là niệm nhất thiết chủng trí cái điểm này các vị phải nên biết a di đà phật cái danh hiệu này là dịch âm từ tiếng phạn ấn độ ý nghĩa của nó là vô lượng giác a dịch là vô di đà dịch là lượng phật dịch là trí tuệ dịch là giác ngộ bạn thử nghĩ xem chẳng phải mỗi ngày chúng ta niệm vô lượng giác vô lượng trí tuệ chẳng phải là nhất thiết dụng trí hay sao bên trên lại thêm vào hai chữ nam mô nam mô cũng là tiếng ấn độ ý nghĩa là cung kính ý nghĩa là quy y cung kính quy y vô lượng trí tuệ vô lượng giác nếu chúng ta đem nó phiên dịch ra hết chính là cái ý này cho nên niệm một câu phật hiệu là mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình một câu phật hiệu này mười phương ba đời tất cả chư phật đều niệm tất cả bồ tát đều niệm không có ai không niệm. Cho nên, chúng ta niệm a di đà Phật liền có thể đạt được oai thần gia trì của tất cả chư Phật. Chúng ta sanh ra cộng hưởng với tất cả Phật Bồ Tát. Cái sức mạnh này bao lớn? Cho nên, thế gian ngay trong tất cả kiết tường kiết tường tốt nhất là niệm a di đà phật trong nhà thờ cúng a di đà phật mười phương pháp giới ngày nay chúng ta nói chúng sanh trong vô lượng không gian duy thứ khác nhau nghe được phật hiệu của a di đà phật đều chấp tay hoan hỷ tán thán còn lễ kính chúng ta phải tường tận cho nên nhật nhật thường niệm vô hữu phế vong không nên quên mất thất giả ư nhất thiết chúng sanh khởi tôn trọng tâm trừ ngã mạng ý khiêm hạ ngôn thuyết lời nói này chân thật dường như là nói với chúng ta vì sao vậy chúng ta đích thực phạm phải tâm bệnh này tất cả chúng sanh không phân nam nữ và trẻ không phân hiền ngu sang hiền không phân chủng tộc không phân màu da không phân tôn giáo tín ngưỡng một mực bình đẳng tâm tôn trọng Chúng ta phải học tập Đây chính là Nguyện thứ nhất Mười Đại Nguyện Dương của Bồ Tát Phổ Hiền Lễ Kính Chư Phật Tại vì sao phải tu cái điều này? Trừ ngã mạng ý Chúng sanh nào mà không cống cao ngã mạng cống cao ngã mạng là đại phiền não trong sáu điều phiền não căn bản nó xếp ở hàng thứ tư sáu cái căn bản phiền não là tham sân si thứ tư là mạng phiền não này của bạn nếu không tiêu trừ bạn đọc tụng không thể khai ngộ vì sao vậy cửa ngộ đã bị nó đóng bích rồi bạn tu hành không thể nâng cao cảnh giới bạn mới biết được cái chướng ngại này là bao nhiêu lớn Nho và Phật đều rất xem trọng Nhà Nho dạy người Các vị đi học lễ ký Chính ngày chương thứ nhất Rõ ràng dạy cho bạn Ngạo bất khả trưởng Nhà Nho là Pháp Thế gian Không nói suốt thế gian Cho nên Nói cái ngạo mạng này của bạn Có thể không nên để tăng trưởng thêm Cái ý này chính là ý nghĩa như vậy Nhà Phật là dạy bạn Phải ra khỏi ba cõi Phải đột phá cái không gian này Hay nói cách khác Ngạo mạn là chứng ngại nghiêm trọng Cần phải đem nó đoạn nhất Nếu bạn không đoạn phiền não Thì bạn không cách gì siêu diệt sáu cõi luân hồi Không những không thể siêu diệt sáu cõi luân hồi Trời sắc giới Bạn cũng không có phần Các vị xem qua Kinh điển Đại Thừa Phật đã nói Người sanh trời sắc giới Mạng cái phiền não này không có Hay nói cách khác Tâm ngạo mạng vẫn có Tu hành tốt hơn Nếu như bạn sanh thiên Cũng chỉ có thể sanh trời dục giới Do đây có thể biết Tâm ngạo mạng Chướng ngại thiền định Bạn thiền định tu không thành công Chúng ta xem thấy một số người tu thiền định Người thông thường đều nói người này thiền định rất cao Có công phu, có thần thông Tôi lại nghe được vị thiền sư này Tính tình nóng dội Hở ra thì mắng người Tôi nghe qua thì biết xong rồi Tôi không đi thăm ông Vì sao vậy Tôi hiểu rõ cái công phu thiền định đó Nhiều nhất là thiền định của dục giới Thì hết bức rồi không phải thiền định chân thật. Nếu như ông được sơ thiền, tuyệt đối không hề đóng dội. Nhất định hòa ái dễ gần. Xem thấy bạn làm sai, cũng sẽ không nổi tức giận. Tại vì sao sẽ không nổi tức giận? Nổi tức giận cũng không ít gì. Vì nổi giận làm gì? Sau khi khởi tức giận, bạn lập tức có thể thay đổi tự làm mới, bạn lập tức khai ngộ. Vậy thì nên khởi tức giận khởi tức giận là đúng khi khởi lên rồi bạn không thể thay đổi không thể tự làm mới người ta vẫn còn âm hận trong lòng vậy thì bạn khởi tức giận là sai rồi không nên khởi cho nên bồ tát khởi tức giận là phương thức giáo hóa chúng sanh không phải chân thật có tâm sân hận thật có tâm sân hận họ là phàm phu họ làm gì là người tu hành không phải thật khởi tâm sân hận, không phải chân thật có tâm ngạo mạn. Họ có thể dùng loại phương pháp này làm thành phương thức giáo hóa chúng sanh. Cái phương thức này dùng được rất thỏa đáng, chân thật nhận được hiệu quả. Dùng không được thỏa đáng thì thì bạn hoàn toàn sai, căn bản là không hiểu được quán cơ. Cho nên ứng cơ thí giáo với tất cả chúng sanh nhất định phải xâm tâm tôn trọng chúng sanh tạo tác tội nghiệp chúng ta cũng không thể khinh mạng họ cũng phải tôn trọng họ ngạ quỷ địa ngục yêu ma quỷ quái đều phải tôn trọng thậm chí người hủy bán chúng ta nhục mà chúng ta thảm hại chúng ta chúng ta vẫn là khởi tâm tôn trọng đối với họ nếu bạn nói tại sao vậy bởi vì họ vô tri họ mới làm việc sai nếu như họ tiếp nhận được giáo dục tốt nếu có trí tuệ họ là người tốt họ không phải người xấu người xấu tại vì sao mà xấu bởi vì không tiếp nhận qua giáo dục việc này phải nên tha thứ huống hồ Phật nói với chúng ta Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật Làm sao có thể không tôn kính Cho nên lệ kính chư Phật Nếu bạn không hiểu được những đạo lý này Bạn sẽ không làm Bạn hiểu rõ được cái đạo lý này Bạn tự nhiên liền sẽ làm Ngày nay chúng ta học rồi Thường hay giảng Các gì vẫn là không làm được đây chính là tôi vừa nói Biến số nghe chưa đủ Tôi có thể làm được một ít Biến số mà tôi nghe nhiều hơn so với các vị Không có nguyên nhân gì khác Cho nên Kinh ngày ngày giảng Ngày ngày đọc Quả nhiên Như vậy không hề nới lỏng Đọc qua 10 năm Giảng qua 10 năm ý niệm của bạn tự nhiên chuyển đổi lại tự nhiên liền sẽ thực tiễn ngay trong cuộc sống không thể thực tiễn ngay trong cuộc sống đều là do quân tập biến số không đủ cho nên các vị ở ngay trong cuộc sống thường ngày vẫn là tùy thuận phiền não vẫn là tùy thuận tập khí việc này khó trách Do đó các vị, các đồng tu học kinh giáo Thời gian huân tập So với thính chúng thông thường Nhất định phải dài hơn rất nhiều lần Thế nhưng vẫn cứ không thể thực tiễn Ở ngay trong cuộc sống Vậy mới biết tập khí Nghiệp chướng sâu nặng Nặng chân thật Khiến người khiếp sợ Cho nên chính mình phải biết Phải giác ngộ Phải chăm chỉ nỗ lực Phấn đấu Hồi đầu Bạn vừa hồi đầu Bạn liền được đại tự tại Phiền não của bạn liền nhẹ Trí tuệ liền thêm lớn Khiên hạ ngôn thuyết Đối nhân tiếp vật phải khiêm tốn phải khiêm hạ chỗ này rất có đạo lý chúng ta xem thấy ở trên kinh hoa ghim có một vị phật bồ tát nào cống cao ngã mạng không không xem thấy một người nào xem thấy mỗi một vị phật bồ tát đều rất là khiêm tốn đều tôn trọng người khác Tập khí cống cao ngã mạn Hoàn toàn tiêu mất Việc này chúng ta phải nên học tập Bác giả ư thế đàm thoại Bất sanh dị trước Nói chuyện với người thế gian Bất sanh dị trước câu nói này rất quan trọng cái gì gọi là gì trước dùng lời thiếu tới gì hiện nay mà nói ưa thích nghe được lời nói của người khác trong lòng ưa thích trong lòng chấp trước sai rồi không chỉ nói chuyện phím thông thường không nên chấp trước không được để ở trong lòng đây chính là không sanh gì trước Cũng chính là chúng ta thường nói Không phân biệt, không chấp trước Tất cả tùy hỷ Quyết không để ở trong lòng Không chỉ là sự việc này Vì tất cả chúng sanh Giảng kinh nói Pháp Cũng không sanh gì trước Tâm của bạn mới thật thanh tịnh Nhà Phật gọi là Tam Luân Thể Không loại người này mới thường sanh trí tuệ có chút chấp trước nào liền biến thành tình kiến liền biến thành tình thức rơi vào trong ý thức vào lúc đó bạn sanh phiền não không sanh trí tuệ các vị hiện tại ở ngay trong quá trình học tập phải nên thể hội được Tuy là mỗi ngày đang nghiên cứu kinh điển Mỗi ngày đang ở trên đài giảng kinh Vẫn là thường sanh phiền não Vẫn là không sanh trí tuệ Cho nguyên nhân gì vậy? Bạn sanh gì trước với tất cả Pháp? Trên kinh nói rất hay Chúng ta Chân thật có thể nói là Đạt đến thâm giải nghĩa thú y giáo phụng hành tự nhiên bằng liền sẽ sanh ra pháp hỷ pháp hỷ tràn đầy ở nơi đây có niềm vui người xưa đã nói đọc sách an vui đọc kinh phật càng an vui thế gian bất cứ an vui nào cũng không sánh được an vui khi đọc kinh Phật. Vui là thuộc dưỡng sinh tối thượng thừa. Bạn thấy người thế gian chẳng phải thường nói, người gặp việc vui tinh thần phấn chấn. Gặp được việc vui, những việc phấn khởi đặc biệt có tinh thần. Bạn nếu là khế nhập Phật pháp thâm giải nghĩa thú tinh thần bạn an vui là vĩnh viễn không bị đoạn mất vĩnh viễn không thể bị mất đi sau đó bạn mới biết tại vì sao phải học phật trong phật có đại an vui là vì an vui mà đến học phật tôi là vì duyên cớ này mới vào cửa phật việc này là năm xưa thiên sinh phương đông mỹ đem phật pháp giới thiệu cho tôi nói với tôi học phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh tôi bị câu nói này của ông kéo vào tôi tại vì sao phải học phật tôi muốn cầu hưởng thụ cao nhất của nhân sanh phương thiên sinh giới thiệu cho tôi tôi nghe đời này chứng thật tôi đối với ân đức của lão sư mỗi niềm không quên không phải nhờ chỉ dẫn của ngài không phải sự giới thiệu của ngài tôi làm sao có được một đời an vui như thế này một đời hạnh phúc như thế này cho nên ân đức của lão sư khó quên tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh Quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật